Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Doãn Khải, 20 tuổi, trú tại huyện Hưng Nguyên, 17 năm tù về tội giết người. Ba bị cáo khác trong gia đình là cha, anh họ và anh trai của Khải cũng lần lượt nhận mức án là 9 tháng và 6 tháng tù treo về tội che giấu tội phạm. Giữa Khải và anh Nguyễn Tú Hùng có mâu thuẫn từ trước. Khi thấy anh trai bị Hùng tát vào mặt, đối tượng đã dùng dao đâm vào cổ Hùng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tuy nhiên khi ra đầu thú, người nhận tội lại là anh trai của Khải, vì gia đình cho rằng người này hơi ngờ nghệch, dễ được giảm tội. Từ lời khai kết hợp với các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Khải mới chính là hung thủ. Công an huyện Đông Bắc, tỉnh Đắk Lắk vừa thi hành lệnh bắt đối với ông Huỳnh B, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ngô Mây, xã Phù Bổn để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, công an huyện Đông Bắc đã nhận được đơn tố cáo của bà Chu Thị Long về việc ông Huỳnh B là hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ngô Mây, dù đã nhận 300 triệu từ gia đình bà để chạy việc nhưng lại không thực hiện được và cũng không trả lại tiền. Quá trình điều tra, ông Huỳnh B đã thừa nhận hành vi của mình. Ngoài ra, ông B còn bị nhiều giáo viên ở trường Ngô Mây tố cáo ăn chặn tiền lương của các giáo viên hợp đồng và việc con trai ông mặc dù đã nghỉ việc nhưng vẫn được nhận lương trong 4 tháng qua. Trên quốc lộ 51, đoạn qua huyện Long Thành, Đồng Nai, đã xảy ra va chạm giữa ô tô 7 chỗ và xe ben chở hàng, khiến 4 người bị thương. Tại hiện trường, phần đầu của chiếc ô tô 7 chỗ biến dạng hoàn toàn, 3 người trên ô tô bị thương nặng. Riêng tài xế, nhiều người phải dùng búa, xà ben để phá cửa đưa nạn nhân đi cấp cứu. Cũng trên địa bàn Đồng Nai, một chiếc xe đầu kéo trong lúc lưu thông trên quốc lộ 51, đoạn qua thành phố Biên Hòa, đã bất ngờ mất lái, lao vào một nhà dân ven đường. Cú va chạm mạnh làm sập một phần của ngôi nhà. Rất may, vụ tai nạn không có thương vong về người. Tại khu vực đường tránh phía tây thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, một chiếc xe tải chở gỗ nghi mất thắng đã hút vào nhà dân. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trong nhà có 2 người đang xem TV. Tại hiện trường, một phần tường nhà bị sập hoàn toàn. Vụ tai nạn không gây thương vong về người. Thưa quý vị, với nhiều người để sở hữu một chiếc xe máy đó là cả một ước mơ. Họ sẵn sàng là nhịn ăn, nhịn mặc để có được một chiếc xe máy đúng với ước mơ của mình. Và nếu như một ngày bạn phát hiện rằng xe mà mình mua không đúng với cái sở thích mà mình muốn, nằm trong cái giấy tờ gốc, mặc dù đã được đại lý ủy quyền rất là cẩn thận. Vâng, đó là cái câu chuyện xảy ra tại Kiên Giang mà một người thanh niên đã chia sẻ, gây xôn xao dư luận mấy ngày gần đây. Anh Phong bỏ ra gần 56 triệu đồng để mua chiếc xe này từ một đại lý ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Anh phát hiện lớp sơn màu đen bị tróc, lộ ra lớp sơn màu xanh bên trong. Kiểm tra website của hãng, anh Phong phát hiện xe có màu sơn gốc là xanh thay vì màu đen mà anh yêu thích. Vụ việc đã được anh phản ánh đến cửa hàng bán xe. Mới đầu á, là bên đó là không chịu nhận, là nói là xe này là sơn lót màu xanh. Rồi em mới cãi, em đưa ra bằng chứng thì họ nhận là xe gửi đi Sài Gòn sơn lại. Phía đại lý bán xe cho biết thời điểm anh Phong mua loại xe màu đen rất hiếm hàng. Vì vậy, đại lý đã đặt mua dàn mũ màu đen thay vào chiếc xe màu xanh để bán cho anh Phong. Thì cũng là dạng áo ghim, đó xe thì gắn là cái xe ghim bình thường, xe có cái nhà máy từ nhà ba cung cấp. Đại diện cửa hàng bán xe cũng gợi ý thay dàn mũ màu đen mới hoặc hỗ trợ khách hàng 3 triệu đồng. Tuy nhiên anh Phong không đồng ý với hai giải pháp này, bởi thời điểm anh mua, giá bán xe màu đen cao hơn màu xanh đến 11 triệu 500 ngàn đồng. Rất có thể cửa hàng đã sơn lại màu xe để bán cho anh với giá cao hơn. Theo luật sư Đoàn Công Thiện, hành vi của đại lý bán xe đã làm thay đổi màu sắc nguyên thủy của hàng hóa và vi phạm luật chất lượng sản phẩm hàng hóa. Cái việc mà đại lý Yamaha này á, mà đã thay đổi màu sơn để nhằm qua lừa dối khách hàng, đây là hành vi là vi phạm. Ngoài cái việc bồi thường thì anh ta đối diện với cái việc mà bị xử lý hành chính đấy, tức là vi phạm về cái chất lượng hàng hóa. Hiện anh Phong đã gửi đơn đến Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Kiên Giang nhờ hỗ trợ pháp lý. Phút cảnh báo ngày hôm nay là vấn đề cần lưu ý với các gia đình có trẻ nhỏ. Đó là chúng ta chỉ cần lơ là bất cẩn một chút thôi thì cũng có thể gây hiểm họa đến con em của mình. Đó có thể là thương tích do leo trèo hay là tai nạn do đuối nước. Vâng, bên cạnh những thương tích này thì cũng đã xảy ra khá nhiều trường hợp các con do uống nhầm hóa chất gây nguy hiểm đến tính mạng. Và mới đây thì Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa điều trị thành công cho một trường hợp uống nhầm hóa chất khá là thương tâm. Thì thường là những em bé mà ở đây mình khi uống nhầm á, là uống nhầm hóa chất là thường là uống một cái loại mà axit. Có thể là mấy bình ắc quy rồi đó, là nó uống axit thì nó gây bỏng thực quản, nó hư toàn bộ thực quản hết. Mà chỉ là thực quản ở phần phía trên thôi. Hoặc là mình uống mấy dạng ba sợi mạnh á. Dạng ba sợi mạnh thì dù là nước tro tàu á, mùa tháng năm này có bánh ít lá tro đó, nước tro tàu á,
thì mình thì khi em bé nó vô tình uống vô thì nó cũng bỏng thực quản hoặc một phần dạ dày. Làm mệt á, rồi bé nó tính đâu là cái chai nước uống em bỏ trong cái chai C2 á, nó tính đâu là cái chai nước uống, cho nên nó mằn mệt rồi cái nó quay lại nó uống cái nó giục ngang bên. Trước đó vài ngày, Bệnh viện Di động 1 cũng tiếp nhận một bệnh nhi cấp cứu do uống nhầm xăng. Bé tự chơi trước nhà không có người lớn trông coi. Bệnh nhi vẫn đang được điều trị tích cực, nhưng theo các bác sĩ cho biết, dù được cứu sống thì những hậu quả do uống nhầm hóa chất gây ra vẫn có thể ảnh hưởng cho trẻ đến suốt đời. Theo các bác sĩ, nếu trẻ uống nhầm hóa chất, người lớn nên tìm hiểu xem bé uống nhầm chất gì. Nếu chất uống nhầm là hóa chất không bay hơi, khi phát hiện cháu sặc, hãy giúp cháu nôn ra bằng cách dùng một miếng vải nhỏ bọc đầu ngón tay, đặt nhẹ vào nửa bên trong của lưỡi sẽ kích thích cho bé nôn. Sau khi nôn ra, hãy nhanh chóng đưa bé tới cơ sở y tế gần nhất để xử lý. Tuy nhiên, nếu bé uống phải chất bay hơi, ví dụ như nước rửa sơn móng tay của mẹ, xăng dầu, thì việc nôn ra có thể khiến hơi của hóa chất tác động xấu đến bé hơn. Lúc này, người nhà nên đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, không nên sơ cứu tại nhà nữa, tránh mất đi thời gian vàng để cứu trẻ. Để đảm bảo an toàn cho trẻ, tuyệt đối không nên bỏ hóa chất trong những chai nước ngọt, nước suối trong tầm tay của trẻ. Trang bị kiến thức thực hành sơ cứu tai nạn cho cha mẹ và giáo viên để có thể xử lý kịp thời nếu chẳng may xảy ra sự cố. Ba mất cháu, cha mất con, chồng mất vợ. Chỉ đến khi tử thần cướp đi 13 con người tại chung cư Carina, nhiều người mới giật mình với hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chính chung cư mình đang ở. Có một bộ phận làm công cụ quản lý và giám sát công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư hiệu quả, nhưng đang bị bỏ ngỏ. Thưa quý vị, bộ phận mà chúng tôi muốn nói đến ở đây chính là ban quản trị chung cư. Tuy nhiên, không phải ai là cư dân ở chung cư cũng hiểu rõ vai trò của ban quản trị. Theo luật nhà ở năm 2014, đối với chung cư có nhiều chủ sở hữu từ 20 căn hộ trở lên, bắt buộc phải thành lập ban quản trị chung cư. Vì sao cần phải có ban quản trị? Và vì sao nó có tầm quan trọng với công tác phòng cháy chữa cháy? Hãy cùng theo dõi sau đây. Sau 12 tháng vào ở và khi đã có 50% cư dân dọn vào sống, theo luật hiện hành, chủ đầu tư sẽ phải tổ chức hội nghị chung cư lần đầu để cư dân bầu ra ban quản trị. Ban quản trị là đại diện hợp pháp cho cư dân làm việc với cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền. Chủ đầu tư sẽ phải bàn giao quỹ gồm 2% tổng giá trị căn hộ mà những cư dân đã đóng khi mua nhà và phí quản lý đã thu cho ban quản trị để ban quản trị bảo hành bảo trì chung cư. Ban quản trị do cư dân sống trong chung cư bầu nên và là đại diện cho cư dân. Do vậy, ban quản trị chung cư rất hiểu các nhu cầu, tâm tư sát sườn của cư dân và được coi là cánh cửa cư dân cần gõ mọi vấn đề liên quan đến chất lượng căn hộ, an ninh, vệ sinh, nội quy sinh hoạt và cả an toàn cháy nổ cần được giải quyết. Trong khi đó, ban quản lý là do chủ đầu tư thuê để vận hành trong thời gian chờ bầu ban quản trị. Câu chuyện sau đây tại chung cư cao ốc xanh và chung cư Bắc Bình sẽ cho chúng ta thấy nếu thiếu ban quản trị, công tác phòng cháy chữa cháy chung cư sẽ khó khăn như thế nào. Chung cư cao ốc xanh 19 tầng này tại thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cái không. Không có máy bơm nước phục vụ chữa cháy, không có hệ thống chuông báo cháy báo khói, tủ chứa ống vòi nước chữa cháy tại các tầng đều trống rỗng. Chưa thành lập được ban quản trị chung cư nên nguy cơ 150 hộ dân ở đây sẽ sống với tình trạng thiếu an toàn cháy nổ kéo dài. Thiếu ban quản trị đồng nghĩa với việc thiếu đại diện pháp lý để tiếp nhận các thông tin quản lý phòng cháy chữa cháy. Nếu không có ban quản trị thì đương nhiên những cái kiến nghị, những cái thực hiện về các quy định về phòng cháy cháy không ai chấp hành. Bởi vì không có ban quản trị thì đương nhiên là mình kiểm tra thì mình kiến nghị thì cũng không ai mà để mà phối hợp để thực hiện. Nếu không có ban quản trị rồi thì làm sao mà xây dựng được lực lượng tại chỗ được? Theo quy định, mỗi năm cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy chỉ được phép kiểm tra chung cư một lần. Trách nhiệm phòng cháy chữa cháy do ban quản trị vận hành. Đi vào hoạt động được 6 năm, ban quản trị chung cư Bắc Bình mới được thành lập khiến vai trò là lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đã không thể phát huy hiệu quả khi không được chủ đầu tư bàn giao phí bảo trì. Về mặt pháp lý là chúng tôi hoạt động vẫn chưa trong trường trạng là không có nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy. Và cái thứ hai thế này là kinh phí để cho duy trì cái hệ thống an toàn phòng cháy là không khó. Mà chúng tôi chỉ hiện nay duy trì ở mức tối thiểu thôi. Có làm việc với lại chủ đầu tư rất nhiều lần nhưng mà hiện nay thì chưa có bất kỳ một cái sự trả lời nào của từ bên phía thỏa đáng của chủ đầu tư cả. Họ im lặng và
gần như là không gặp được mặt được chủ đầu tư. Ban quản trị chung cư là cánh tay nối dài của lực lượng chữa cháy, bởi đây là lực lượng tại chỗ, sẽ can thiệp xử lý đám cháy sớm nhất khi cơ quan chức năng chưa tiếp cận hiện trường. Việc chưa thành lập hay là thành lập ban quản trị chung cư muộn đang đẩy người dân vào thế bị động trong việc đảm bảo an toàn cháy nổ trong chính ngôi nhà của mình. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, toàn thành phố có hơn 930 chung cư cao tầng, thì đến 105 chung cư đang có tranh chấp ở các mức độ khác nhau. Trong đó chủ yếu là tranh chấp do chủ đầu tư chậm tổ chức hội nghị nhà chung cư để bầu ban quản trị. Mấy cái đầu hôm nay chúng tôi không biết là có hoạt động hay không nữa. Một gia đình là 3 người đi mà một tầng là khoảng 20-25 hộ, thì nhân lên đi mà 11 tầng. Mà trong khi đó phòng cháy cháy là quá sức là sơ sài mà không có một cái gì đảm bảo. Tôi ở mà tôi cứ bất an, lo lắng, mà trong khi đó con nhỏ như này rất là nhiều, toàn là gia đình trẻ không. Xây dựng cầu thang thoát hiểm, nhưng điểm kết thúc lại ở tầng 1, chứ không phải tầng trệt như bình thường. Điều này đồng nghĩa, khi có sự cố, người dân sẽ phải nhảy từ tầng 1 xuống mặt đất để thoát thân. Với nhiệt độ cao điểm sấp xỉ 38-39 độ hiện nay tại thành phố, cộng thêm khối lượng phương tiện của hơn 4.000 người đang sinh sống tại đây, mà các quạt thông gió lại không hề hoạt động. Đáng nói hơn, một trong hai cửa thoát hiểm của tầng hầm này lại bị bịt kín và phủ đầy rác như thế này. Chúng tôi ở đây cũng đang ở trong một cái nguy cơ tương tự như chung cư Carina. Cơ sở vật chất ở đây là khập khiễng, nửa vời. Chủ đầu tư đã, chúng tôi không rõ gọi là bỏ rơi thì có quá hay không. Và hiện tại là chúng tôi đang chưa biết bấu víu vào đâu. Đã gần 3 năm nay, người dân ở đây vẫn không thể lập được ban quản trị cho riêng mình, không nhận được bàn giao 2% phí bảo trì, bảo dưỡng. Ban quản lý, đơn vị được chủ đầu tư thuê để tạm thời vận hành chung cư, cũng không có nhiều sự tương tác, hỗ trợ kịp thời cho người dân. Người ta có thể bỏ thẻ thoát hiểm, người ta có thể sử dụng cho lĩnh vực kinh doanh, người ta có thể lấy được tiền. Cái đó là do cái việc ban quản lý. Ban quản lý ở đây và cư dân ở đây nó là một cái chuyện một chiều thôi. Nó không có sự qua lại giữa người dân. Lật lại vụ cháy chung cư Carina Plaza tại quận 8, gần 7 năm hoạt động, chung cư này vẫn không thể bầu được ban quản trị cũng như chưa được bàn giao hồ sơ kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy. Một phần là do số lượng người tham gia không đủ, một phần là khi tiến hành bầu cử đã có nhiều dấu hiệu bất thường. Người dân được gửi tới quy chế bầu và danh sách có sẵn thì người dân không tin tưởng vào cái danh sách mà ứng cử thành viên ứng cử vào ban quản trị, bởi vì không biết là những người này là ai. Do đó thì cái buổi mà hội nghị đó bất thành. Chỉ khi vụ cháy xảy ra, người ta mới biết là chung cư Carina Thành phố Hồ Chí Minh có hàng loạt sai phạm. Trong quá trình hoạt động từ năm 2012 cho đến tháng 12 năm 2017, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã 21 lần kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại chung cư Carina và đã 3 lần phát hiện lỗi. Nếu sớm được bàn giao sớm quỹ, sớm lập được ban quản trị chung cư, thì có lẽ câu chuyện đau thương tại chung cư Carina sẽ khác. Theo luật sư Nguyễn Văn Đức, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, chế tài xử phạt chủ đầu tư tắc trách họp hội nghị chung cư và lập ban quản trị không đủ răn đe. Hiện nay thì có nghị định 139 và có hiệu lực từ 15 tháng 1 năm 2018. Thì trong cái nghị định 139 quy định rất là rõ về cái chế tài đối với chủ đầu tư. Nếu anh không tổ chức hội nghị nhà chung cư cho cư dân, anh không chuyển giao hồ sơ, không chuyển giao phí bảo trì thì anh bị phạt đến 150 triệu. Tuy nhiên hiện nay thì cái câu chuyện mà chủ đầu tư bị phạt do chậm tổ chức hội nghị nhà chung cư thì không biết là tôi thông tin tôi hạn chế hay sao, nhưng mà hiện nay thì chưa có một cái thông tin nào về chủ đầu tư bị phạt do là chậm tổ chức hội nghị nhà chung cư, thì đó cũng là một cái bất cập trong cái việc thực thi pháp luật. Mới đây tại Hà Nội cũng vừa xảy ra một vụ cháy chung cư, tuy kịp thời khắc phục nhưng lúc bấy giờ cư dân mới biết chung cư mình hệ thống báo cháy đã không hoạt động. Có một vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy giàu kinh nghiệm đã nói với chúng tôi rằng phòng cháy chữa cháy cũng giống như là chăm con mọn, nó phải đi từ nhận thức của các bên liên quan. Khi đó người ta mới dành tâm huyết để chăm chút các thiết bị, sẵn sàng các tình huống và phòng ngừa, bởi không đâu có thể an toàn 100% với hỏa hoạn. Một ban quản trị có trách nhiệm sẽ là một trong những công cụ hữu ích cho câu chuyện phòng cháy chữa cháy tại các chung cư.